Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin trưa nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023. Trong phần tin trong tỉnh sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tình hình buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp. Công đoàn ngành giáo dục Tây Ninh khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên công đoàn. Tân Châu tăng cường công tác phối hợp phục vụ chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong tháng 11 vừa qua, Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh, đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thành viên và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và đã xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 89 vụ trên 89 đối tượng, tăng vật vi phạm trị giá khoảng 4 tỷ đồng so với tháng trước. Số vụ bắt giữ giảm 23 vụ, giảm 21 đối tượng. Về công tác xử lý hành chính, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 79 vụ, tổng số tiền thu ngân sách hơn 602 triệu đồng. Về công tác xử lý hình sự, đã khởi tố 3 vụ trên 3 đối tượng. Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm. Vì vậy, lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh, triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công đoàn ngành giáo dục Tây Ninh vừa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bệnh viện Y Dược Sài Gòn tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên công đoàn và người thân của đoàn viên công đoàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tại chương trình, đông đảo người thân, cán bộ, giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được các y bác sĩ Bệnh viện Y Dược Sài Gòn khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí, cũng như tổ chức khám dịch vụ một số loại bệnh yêu cầu. Thông qua hoạt động này, đã tạo cơ hội cho đoàn viên người lao động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe, chất lượng cuộc sống của đoàn viên người lao động. Thưa quý vị, vừa qua tại huyện Tân Châu, Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và huyện đoàn đã tiến hành ký kết, triển khai cuộc vận động nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện. Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên các đơn vị có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, có cài đặt kích hoạt trên ứng dụng VNEID, đồng thời có sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có để truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch. Cùng với đó, các đơn vị cũng vận động khuyến khích mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên hướng dẫn ít nhất 5 người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Phấn đấu đến cuối năm 2023, các đơn vị sẽ kích hoạt ít nhất 50.000 tài khoản định danh điện tử và phấn đấu duy trì 100% công dân đủ điều kiện được cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong những năm tiếp theo. Tại huyện Châu Thành, huyện đoàn Hội đồng đội huyện đã vừa phối hợp cùng câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh tổ chức trao tặng 42 góc học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi góc học tập bao gồm một bộ bàn ghế và một chiếc đèn bàn với tổng kinh phí hơn 52 triệu đồng. Đây là chương trình lần thứ 15 trong chuỗi dự án Cùng em đến trường do anh Trần Đăng Tiến, Phó Bí thư tỉnh đoàn cùng các mạnh thường quân phối hợp tổ chức thực hiện từ năm 2021. Đến nay, chương trình đã trao tặng 512 góc học tập cho các em học sinh ở 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần chăm lo, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình học tập. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa, trưởng ban điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh, vừa có buổi đến xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tại chương trình, 200 phần quà đều được trao tận tay các bà con, mỗi người được nhận một phần quà hơn 700.000 đồng, gồm 10 kg gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí tổ chức chương trình là trên 140 triệu đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện thường xuyên của ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa, nhằm động viên chia sẻ phần nào những khó khăn với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam.
Và tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và thế giới với những nội dung đáng chú ý sau. Hải quân Việt Nam, Thái Lan tuần tra chung thường niên. Chống gian lận trong hoạt động thương mại điện tử. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G77. Thưa quý vị, biên đội tàu 264-265 cùng đoàn công tác vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vừa có chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 48 với biên đội tàu 526-551 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN, trao đổi thông tin, luyện tập cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế, diễn tập tìm kiếm cứu nạn và thực hiện bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương. Với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, chuyến tuần tra chung lần thứ 48 đã thành công tốt đẹp, qua đó góp phần duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai quân hai nước. Thưa quý vị, sau chuyến tuần tra chung thường niên, biên đội tàu 264-265 cùng đoàn công tác vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã có buổi sang thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển. Trong chương trình làm việc, hai bên cũng đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, đề cập một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân hai nước trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dịp này, Hải quân hai nước đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp. Thưa quý vị, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đang chiếm ưu thế lớn. Tuy nhiên, hoạt động này cũng còn nhiều bất cập, nhất là việc bán hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế của các chủ tài khoản kinh doanh trực tuyến, gây thất thu thuế cho nhà nước. Đây là vấn đề này cần được chấn chỉnh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tránh thất thu thuế trước sự phát triển của kênh phân phối hiện đại. Thường xuyên livestream bán hàng và liên tục chốt đơn qua mạng xã hội Facebook, những tài khoản này kinh doanh theo hình thức trực tuyến với doanh thu lên đến 223 tỷ đồng. Tuy nhiên, tất cả đều không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định. Cái việc phát triển về cái công nghệ hiện nay thì cũng là kèm theo là cái sự phát triển của việc kinh doanh. Thì cái vấn đề đó thì qua cái quá trình trinh sát trên không gian mạng cũng như là qua công tác nắm tình hình, thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng xác định trước mắt là 6 cơ sở kinh doanh online với doanh thu rất lớn từ năm 2017 đến nay. Tại Đà Nẵng có gần 2.000 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu hơn 2.500 sản phẩm, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử thành phố. Hầu hết các đơn vị này tham gia chủ yếu giới thiệu các mặt hàng nông sản, lương thực thực phẩm, sản phẩm OCOP. Đối với các mặt hàng tiêu dùng khác như thời trang, mỹ phẩm, hầu như được các đơn vị kinh doanh qua các nền tảng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử khác, dẫn đến việc kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với hình thức kinh doanh này còn nhiều hạn chế. Chúng tôi cũng có những cái chính sách và có những cái câu chuyện tuyên truyền để mà giúp minh bạch hóa những sản phẩm, những cái doanh nghiệp mà đang thương mại trong hệ thống sàn và ngồi ra hoặc lập những cái mạng xã hội, đặc biệt hiện nay đang nổi lên TikTok, thì chúng tôi cũng liên tục có những cái tương tác, khảo sát, đánh giá để có những cái ý kiến góp ý kịp thời và nhanh chóng hơn trong cái môi trường minh bạch trong thương mại điện tử. Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng, trong 3 năm qua, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 46 vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, nhiều sản phẩm bán trên mạng không đảm bảo chất lượng như quảng cáo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Sử dụng mua rất là nhiều trên mạng. Và cũng có 1-2 lần là có vẻ như là mình không hài lòng. Thì sau đấy là mình đã rút kinh nghiệm. Ví dụ như là khi mà bây giờ mình coi là mình thường vào, mình coi review. Như là túi xách, quần áo,
nó là thường là không giống như trong hình. Thì thiệt hại là giờ mình vừa mất một cái số tiền mà hàng không đúng ý, thì mình cũng phải là bực bội. Để hoạt động thương mại điện tử thực sự là kênh phân phối hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế số, thì giải pháp phối hợp ngăn chặn chống gian lận thương mại điện tử của các đơn vị liên quan là rất cần thiết. Thưa quý vị, những chuyến bay thương mại bằng tàu bay cỡ lớn đầu tiên đã vừa hạ cánh xuống sân bay Điện Biên, đưa du khách từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến với vùng đất lịch sử này một cách thuận lợi và dễ dàng. Đây cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của tỉnh Điện Biên. Sự kiện máy bay Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines chạm bánh xuống mặt đường băng sân bay Điện Biên chính thức ghi dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử hình thành, sân bay này đã đón nhận thành công máy bay cỡ lớn hiện đại. Việc nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt phát huy giá trị của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Tôi đã bay thẳng từ Hà Nội đến đây chỉ mất vài chục phút, rất an toàn, rất thuận lợi cho du khách, nhất là những ai muốn đến thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Tôi cũng đang rất háo hức để có thể đi thăm thú các vẻ đẹp của nơi đây. Cũng nhân dịp này, hãng hàng không Vietjet Air cũng chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên bằng máy bay A321. Với 2 giờ bay, người dân và du khách phía Nam có thể di chuyển dễ dàng giữa thành phố năng động nhất Việt Nam và thành phố Điện Biên Phủ lịch sử, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, phát triển kinh tế vùng. Rất thuận tiện, tại vì nhiều lần tôi cũng muốn tới đây để du lịch nhưng vì đường xá nó rất là không có thuận lợi. Thì sau đó tôi nghe chuyến bay đầu tiên này thì tôi rất là vinh hạnh được muốn đi trên những cái chuyến như thế này và đã đến những cái vùng núi như thế này là tôi rất là yêu thích vùng núi này. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một cái bước mới phát triển cho tỉnh Điện Biên, là cơ hội, là điều kiện để tỉnh Điện Biên thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế lợi thế của tỉnh Điện Biên. Hiện tại, cảng hàng không Điện Biên đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho máy bay Airbus A321, A320 và các dòng tương đương cất, hạ cánh. Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay cỡ lớn tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là trong năm 2024, khi tỉnh Điện Biên sẽ là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh và quốc gia. Thưa quý vị, thể dục thể thao thường xuyên sẽ giúp chúng ta nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đối với những người khuyết tật, đây không chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, phục hồi chức năng, mà còn là liều thuốc, là động lực to lớn giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng, bảo đảm quyền bình đẳng. Song hành trình ấy quả thực không hề dễ dàng. Tôi hơn một tuổi, tôi bị sốt bại liệt, sau đó bị khuyết tật từ năm 2003. Tôi cũng thử rất nhiều môn thể thao nhưng mà thấy điền kinh là phù hợp nhất với mình. Tại tay thuận của tôi là tay phải và hiện tại thì có mỗi đôi chân là giúp tôi có thể cải thiện được cuộc sống. Thời gian đầu thì cũng chưa am hiểu quy thật, chạy lắc lư rất là nhiều, đánh bên nọ bên kia gặp rất nhiều khó khăn, nhiều chấn thương, căng cơ tập luyện quá sức. Và cái chấn thương nặng nhất là hiện tại đeo bám tôi cũng được gần 10 năm nay là giãn dây chằng và đau gót gần ăn xin. Huấn luyện viên chỉ bảo tận tình nên là sau một thời gian ngắn tôi cũng đã hòa nhập với đội. Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục trao đổi cái môn điền kinh này vì nó đem lại cho tôi sức khỏe rất là tốt và cũng cải thiện cho tôi cuộc sống về cũng về kinh tế và vinh quang cho tôi cũng như của nước nhà. Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều có tổ chức các lớp học cờ vua cho học sinh khiếm thị của trường. Tôi đăng ký tham gia. Sau một thời gian tôi thấy rất là yêu thích. Nó không đơn thuần là một môn thể thao mà nó còn, đối với tôi nó còn là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật trong việc mình sắp xếp quân, việc mình di chuyển quân như thế nào. Khó khăn lớn nhất đó chính là sự hình dung. Vì phải cảm nhận bàn cờ bằng tay, cảm nhận các quân cờ bằng tay, sau đó mình hình dung trong đầu và từ đó thì mình tính toán và đưa ra các phương án, các nước đi phù hợp. Đối với tôi tất cả các ván đánh đều rất quan trọng và đều bình đẳng như nhau. Tôi đều rất là
tôn trọng đối thủ của mình, dù là đối thủ khuyết tật hay đối thủ không khuyết tật thì mình đều chơi hết mình chơi hết bằng niềm đam mê của mình và khẳng định cố gắng thể hiện hết cái khả năng mình có để đánh được một bàn đánh thật là hay. Với những người khuyết tật thì việc họ dám đến tập luyện chúng tôi thì đã là một sự nỗ lực rất là lớn. Từ đó thì đội tuyển thể thao người khuyết tật quốc gia cũng đã tuyển chọn được rất nhiều vận động viên bổ sung vào những vận động viên cũ đã như cao tuổi. Chuyển sang phần tin thế giới, chiều ngày 2 tháng 12, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu đang được diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu đối với thế giới và Việt Nam, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong nhóm G77. Một là thúc đẩy cải cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương với phương châm trách nhiệm chung nhưng khác biệt, đảm bảo công bằng, hợp lý, tính tới nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển. Hai là đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong G77 trên cơ sở thiết lập cơ chế hợp tác bao trùm, tận dụng tốt thế mạnh của cả các nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Ba là thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác. Thủ tướng cũng chia sẻ quyết tâm chuyển đổi xanh của Việt Nam qua cam kết mạnh mẽ tại COP26, tham gia JEP, triển khai các quy hoạch, đề án, chiến lược về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, bày tỏ sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các nước G77. Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc, COP28, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Roger Brander và tiếp Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC Vương Quốc Anh. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì quan hệ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển tốt đẹp. Thủ tướng cho biết, sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân được tổ chức hồi tháng 6 vừa qua, các cơ quan phía Việt Nam đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tư vấn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, góp phần duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, tỷ giá, lãi suất được giữ ổn định, dự kiến cả năm đạt thặng dư thương mại 25 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới, đánh giá cao chủ đề mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã lựa chọn cho hội nghị WEF Davos 2024 sắp tới. Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ xem xét và sớm trả lời về lời mời tham dự. Tại buổi tiếp ông Noel Quinn, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc HSBC thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, tham gia vào các chương trình của chính phủ để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là những hành động hiện thực hóa cam kết của HSBC đối với tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị HSBC tiếp tục thu xếp giải ngân số vốn tài trợ phát triển bền vững, chuyển đổi xanh tại Việt Nam với lãi suất ưu đãi nhất có thể, nhất là trong phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng chiến lược, thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam, tư vấn, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm. Tổng giám đốc HSBC Noel Paul Quinn cho biết HSBC sẽ hỗ trợ tích cực kế hoạch này thông qua việc cho vay vốn với các dự án năng lượng tái tạo, cũng như thông qua dòng vốn FDI mà các nhà đầu tư hiện đang rất quan tâm tới Việt Nam. Ông sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động này của HSBC. Thưa quý vị, trả lời báo giới về tình hình bùng phát bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp hiện nay ở Trung Quốc, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mệ Phong cho biết, theo kết quả giám sát, các bệnh hô hấp cấp tính hiện nay đều do các mầm bệnh đã biết gây nên và đã có phương pháp điều trị hoàn thiện tương ứng. Hiện nay, cơ quan y tế Trung Quốc đang tích cực theo dõi và đánh giá tình hình dịch bệnh này và đang nỗ lực tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực y tế phục vụ điều trị y tế. Ngoài ra, đại diện của Ủy ban Y tế Quốc gia cũng cho biết, đang thúc đẩy các biện pháp để đảm bảo cung cấp vaccine điều trị tập trung vào những nhóm đối tượng chính, gồm người cao tuổi và trẻ em, cho rằng đây là những đối tượng nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ mắc bệnh. Giới chức y tế Trung Quốc cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa dịch bệnh tốt hơn. Quý vị khán giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.